gì? Chúng mày mau giao ba lô hàng cho tao. Mày nhìn lấy cái ba lô, mày bước qua sát tao. Tại sao mày giết người của tao? Nếu mày không muốn có hậu quả như nó thì mau đưa chiếc ba lô đây. Mày nhìn đi. Yeah.
Ôi mấy con rời đó mà, làm gì mà cắn. Một quả cái gì? Mày nhổ cả cây cho người ta lên, bốn cây là một quả. Ui dồi. Đấy là đây, có biết tao là trộm. Ban ngày ban mặt dám đi ăn trộm cắp à? Đứng lên, bỏ xuống kia. Mày chạy đi đâu? Suri, cậu làm tốt lắm, đưa hắn về đồn. Xin nhân đỏ, cảm ơn cậu. Đi. Thì ra nơi này là trái đất, bạn thống trị vùng đất này. Quái gì vậy chứ? Duy Nhân, có nghĩ cách gì đi? Để thở. Người là ai? Ta là ai không quan trọng. Ta đến đây để thống trị vùng đất này. Ngươi nói quái gì vậy? Có siêu nhân đây mà ngươi dám động hành à? Đúng rồi, có siêu nhân đây, ngươi dám động hành à? Với thực lực của các ngươi sao? Ta cho các ngươi một cơ hội. Theo ta thì sống, chống ta thì chết. Ngươi đừng có mơ mơ. Ngươi tìm cái chết sao? Ta theo ngươi mà. Người đúng là không có tính người. Sư nhân đỏ, lên. Ta để cho người biết thế nào sức mạnh thực phụ của ta. Sorry, tôi không dừng lại được. Mày? Không biết. Sao hắn có thể mạnh vậy chứ? Chưa hết đâu, ta còn trò chơi cho các người đây. Hãy tận hưởng đi. Suri, cứ thế này mày không ổn. Cậu đuổi theo hắn ta đi. Thế có lũ zombie? Không sao, tớ lo được. Cậu đuổi theo hắn ta đi. Được, cố hết cẩn thận đấy. Hiai. Suri.
sao không? Tớ không sao. Xui, để tớ. Tớ ra đây. Sao các người có thể tiêu diệt quán của ta một cách dễ dàng và được? Sư nhân, để tôi giúp cậu. Sư nhân đó. Sư nhân, cậu làm tốt lắm. Ta làm trong nhà, vào thôi. Khoan đã, tôi đã có cách để khắc chế cái đàn của hắn. Cái gì vậy? Cái này dùng để làm gì vậy siêu nhân đó? Chúng ta chỉ cần bịt tai lại là chiếc đàn của hắn sẽ vô tác dụng. Đúng là ý kiến hay, chỉ cái thôi. Cậu này, các người bảo mình đây không đơn giản nhỉ? Tội ác của người không thể tha thứ. Họ giữ tay đầu hàng đi. Đừng cười. Các người nghĩ có thể đấu lại cái đàn của ta sao? Các người biết sợ cũng đã quá muộn rồi. Xem đây. Hai thằng, chơi yêu tao, tìm nó tao. Ok. Chồng mày đang ở đâu? Tôi không biết. Anh đi tìm anh ta đi. Sao lại hỏi tôi? Mày mướn à? Rượu mời không muốn uống. Uống rượu phạt à? Lôi nó về. Này, tao cho một cơ hội cuối, mày có khai không? Tôi đã bảo là tôi không biết rồi. Anh có hỏi nữa thì cũng mời anh thôi. Mày bây giờ mày có khai không? Hắn đã cầm tiền và có chạy xa bay mất rồi. Vậy thì giữ lại mày vô ích thôi.
Cứng đầu à? Chúng ta làm gì với nó bây giờ đại ca? Vứt xác nó ra đường. Vâng ạ. Ngay cho tôi chiếc xe mang biển số 29T2631. Cậu hãy gọi xe đưa thi thể nạn nhân về. Để nó gọi. Kendy, đã có vị trí của chiếc xe rồi. Đúng là chiếc xe ở vị trí này. Đi thôi. Okay. Thoải mái không đại ca? Mày làm tốt lắm, có tay nghề massage đấy. Đại ca quá khen.